các bạn. Em đang ở trước cửa chùa Diệu Ngự. Đây là một trong những cái chùa mà cũng khá lớn ở trong quận Cam, gần khu em ở. Thì chùa Diệu Ngự chứ không phải Diệu Ngự, em xin lỗi, chùa Diệu Ngự này hình như còn một thêm một cái chùa nữa ở trên em ơi, tên là cái gì đó em quên rồi. Các bạn thấy bự không? Đó, rất là bự hay không? Chùa này là mới thành lập đây chắc cũng được vài năm, chứ lúc trước thì cái chánh điện không có lớn như vậy đâu. Khi nào có cơ hội thì em sẽ đi vào trong chùa, em sẽ quay cho các bạn biết thêm về trong chùa Diệu Ngự. Các bạn biết cái chùa Diệu Ngự này đó, đặc biệt là hình như em không nhớ rõ là mấy năm về trước, chắc cỡ đâu khoảng 4 năm hay sao đó, hay là em quên rồi, chắc cỡ 4 năm đó, là cái chùa này đó được một người rất là nổi tiếng tới đây, đó là Đức Đạt Lai Đạt Ma. Là cái chùa này là cái chùa Diệu Ngự, là được Đức Đạt Lai Đạt Ma đã tới đây mấy năm về trước. Em không có nhớ rõ là năm nào, tại vì cái lúc đó đó là em đang ở Việt Nam, cho nên em không có tham dự được. Thôi bây giờ em sẽ vào xe, em nói chuyện về thầy Thích Thiện Chiếu cho các bạn nghe nhé. Dạ, cái chùa Diệu Ngự này đó, trời ơi, mới về vô xe thôi lại nói vậy rồi. Chùa Diệu Ngự này là một trong những cái chùa mà cũng khá lớn ở khu này, giống như hồi nãy em đã nói rồi. Thì cái người mà Mạnh Thường Quân á cũng hay đi làm việc phước ở bên Việt Nam á, cũng như cái chùa Kỳ Quang 2 đó. Mạnh Thường Quân này cũng có tới của chùa Kỳ Quang 2, và cũng có tới bên tỉnh Thất Bồng Lai. Và cái chùa Diệu Ngự này là Mạnh Thường Quân cũng có hay giúp đỡ ở đây lắm. Cái người Mạnh Thường Quân này thích, là một người Phật tử rất là chân chính luôn, cho nên đã cung cấp em những cái hình ảnh từ chùa Diệu Ngự, và cũng như là chùa Diệu Ngự này nè, là cũng như là những cái hình ảnh mà ở bên chùa Kỳ Quang. Thì em cũng cảm ơn một người Mạnh Thường Quân này rất là nhiều. Mấy ngày nay cũng như là cỡ 2 tuần rồi, hồi nãy em có xem một cái clip, cái đoạn clip mà đầu tiên mà thầy Thích Thiện Chiếu giải thích về cái vụ mà cái co chốt, cái cho cốt mà bị lộn xộn đó. Thì em có nghe thầy nói là cái này là không có, anh không có liên quan gì tới những cái người sư trong chùa, là do những người mà làm việc trong đó, chẳng hạn như cái lúc mà mình tu sửa lại đó, mình xây sửa lại đó, thì những cái người mà làm việc đó thì họ giờ đi đó, thì những người trong chùa thì hoàn toàn hình như là không biết gì hết. Em có coi cái clip đó, thì nói tóm là cái chuyện này, cái chuyện mà cho cốt thì rất là lùm xùm. Sau khi cái ngày lễ Vu Lan thì đã được tung lên mạng, và cũng có nhiều người họ tung lên, họ nói xấu thầy Thiện Chiếu rất là nhiều. Sư ông, em gọi là sư ông Thiện Chiếu đi, rất là nhiều. Thì nó, nhưng mà hình như là gần đây nhất là một ngày hôm qua hay ngày hôm kia gì, có 2-3 người gì đó lên chửi thầy, rồi đòi đốt chùa, rồi đòi chôn sống thầy tùm lum. Những cái đó đó là có thể đó là những người mà phải nói là chửi mướn, các bạn có chửi mướn mà còn khóc mướn chẳng hạn như vậy nữa. Các bạn có bao giờ mà để ý những cái đám ma mà có mướn người khóc hay không? Đó, em nhớ là có những cái đám ma họ mướn người khóc, rồi chửi mướn, rồi nó tùm lum hết. Cho nên em có thể khẳng định rằng những người mà đi chửi mà đều đốt chùa hay thiêu sống thầy gì đó nữa, là những người đó là những người chửi mướn thôi. Đây có thể là một cái âm mưu của người nào đó đứng sau lưng để mà dàn dựng lên. Chứ mà thí dụ như mình là một người Phật tử mà chân chính đi, không có ai mà đi chửi thầy cả. Với hơn nữa, cho cốt của người thân mình để trong đó thì dù sao cũng lâu năm rồi, thì mình cũng phải nên tôn trọng thầy, thì phải cho thầy một cái cơ hội để mà giải thích, mà thầy cũng đã giải thích rồi, không có liên quan gì tới những sư thầy, mà là có thể là do những người mà dọn dẹp, những người mà làm những cái, trời ơi. Thì những người mà như vậy đó, xin lỗi nha các bạn, em đang làm chắc em tắt cái điện thoại luôn, em bị phân tâm. Thì nó là như vậy đó, là hồi nãy nói tới đâu rồi, thì những cái cho cốt trong đó đó thầy cũng đã nói rồi đó, là do có thể là do những người mà tu sửa cái chùa đó, là đó những người giống như thợ hồ hay thợ này gì đó, họ đem những cái cho cốt đó đi.
giờ đi chỗ khác nhưng mà nó bị bể hay gì sao đó, thì cái đó là mình, cái người trong cuộc thì họ biết. Nhưng mà nói tóm lại, mình phải nghĩ như thế này: công đức của thầy đã tạo dựng cái chùa đó biết bao nhiêu năm rồi. Thầy vào, thầy thiện chiếu, hòa thượng thiện chiếu đó đã về chùa đó lúc năm 1975, tức là 45 năm rồi. Mà lúc mà thầy vừa vào đó thì cái chùa này đó rất là đơn sơ, rất là nhỏ, không có kiểu giống như là to lớn như bây giờ. Hình như em nghe nói bây giờ là hình như là cũng cả 7.000 rưỡi mét vuông gì đó, rất là bự. Thì cái cách mà xây đó không là biết bao nhiêu tiền mà nói rồi. Cho nên á, cái khi mà thầy vào đó, thầy làm chủ trì trong đó đó, thì thầy đã coi như là một cái công đức rất là to lớn, phải không? Không phải mình làm một chủ trì một cái chùa làm rất là đơn giản đâu, rất là khó. Mình phải có tài, mình phải có đức, và mình phải có trí nữa, trí tuệ nữa, để mình giống như mình làm chủ một cái cơ sở, hay một cái nhà hàng, hay là một cái tiệm gì đó, để mình điều khiển những cái nhân viên của mình, những cái người mà dưới tay mình đó, rất là khó, không phải dễ đâu. Huống chi là một cái chùa rất là to. À, cho nên với lợi hơn nữa, cái chuyện này đó là mình, trước khi mình chỉ trích cái chuyện gì đó, mình phải, tuy rằng người thân của mình rất là thương, thì em cũng vậy. Thí dụ như bây giờ cho cốt của ba em đó bị làm như vậy thì em cũng buồn lắm. Nhưng mà mình phải suy nghĩ sâu một tí xíu nữa là cái chuyện này nó như thế nào. Mình khoan nổi nóng hay là mình khoan này khoan nợ để mình coi thử coi cái sự việc nó như thế nào. Nhưng mà có nhiều người á, người ta đùng cái chạy vô, người ta đòi đốt chùa, người ta đòi thiêu sống, người ta này nọ đó. Em nghi ngờ cái này là có một cái chủ mưu. Nhưng mà cái này đó có thể là có một cái gì đó nó bí ẩn trong đó, để có người mướn những người này làm những chuyện đó. Và có một người nào đó đăng lên cái bài lên Facebook nhưng mà đã bị xóa rồi. Cái bài đó là nói về thầy, hình như là thầy vì cái chuyện gì mà áo dâm hay cái gì đó. Những cái chuyện đó đó là cái chuyện có thể là nó là không có, mà phải nói là vu khống để cho mất tai tiếng. Và cái bài đó đã bị xóa đi mất tiêu rồi. Cho nên á, khi mà một con người đức độ đó, thì các bạn hãy nghĩ như thế này nè. Em có coi một cái đoạn clip mà thầy giảng về những cái pháp rất là hay, và thầy đọc tiếng Phạn, tụng bằng tiếng Phạn cũng rất là hay. Đâu phải là sư nào cũng biết tụng tiếng Phạn đâu, ít có sư biết tiếng Phạn lắm, mà thầy tụng rất là hay. Còn mà mình nghe được á, mình còn thấm nữa. Mà hồi nãy em nghe cái bài mà thầy giảng đó, nghe rất là thấm, mà còn nghe thêm mà tiếng Phạn vô nữa. Thì cái thì nói tóm là những người mà có đức độ á, thì họ có một cái giọng nói rất là bồ từ bi đó, rất là từ bi. Thì thầy hòa thượng Thích Thiện Chiếu này đó, sư ông rất là giỏi, và rất là coi như là phải nói là buồn về cái sự việc này. Cho nên em nghĩ đó, sư ông Thích Thiện Chiếu á, là hòa thượng Thích Thiện Chiếu á, đi nhập thất, thì hình như nhập thất chắc cũng được 10 ngày đó, người 10 ngày hơn rồi đó. Thì sư ông phải nói là buồn về cái vấn đề này, cho nên mình phải nhập thất, mà mình còn tuyệt thực nữa. Tuyệt thực tức là không ăn, nhập thất hình như là mình không ăn bình thường lại, nhưng mà mình cũng phải uống nước để mà mình duy trì cái cơ thể của mình. Tại con người của mình á, khó thể nhịn ăn nhưng mà không thể nhịn uống. Con người của mình cần cái nước. Thì không biết thầy sẽ nhập thất bao lâu, nhưng mà hiện tại em coi hai cái clip livestream ngày mấy tiếng trước đó, thì hiện tại là thầy vẫn còn sư ông vẫn còn nhập thất để mà trong cái phòng đó. Thì có coi hai cái clip mà họ nói như vậy, và cũng có vài cái clip mà họ cũng có vài người mà quỳ xuống xá là lại cái trước cửa đó, thì em thấy là rất là động lòng. Cho nên em biết chắc á, là cái chuyện này á, là nó có những cái bí ẩn trong đó. Cho nên mình phải xem xét lại để mình trước khi mình phán đoán chuyện gì đó. Và rất là nhiều người muốn sư ông Thích Thần Chiếu quay trở lại để mà làm chủ trì. Thì rất là nhiều người quý mến ông. Nhưng mà nói chung là tóm lại, trên đời này cũng có người thương, người ghét. Thì nó là như vậy đó. Còn cái việc mà thầy sư ông đã giải thích rồi đó là không có liên quan gì tới. Có thể là do những cái người làm việc trong đó thì họ sơ ý thôi. Còn mà cái chuyện mà đã bắt đầu làm từ tháng 3 rồi mà tự nhiên tới tháng 7 mới bị môi móc ra, thì cái đó thì không biết nó là như thế nào. Cho nên có thể đó là cái việc này là thầy sư ông rất là bị oan về cái việc này, cho nên mới buồn quá và đi nhập thất. Và hình như em nghe nói là sư ông cũng biết cái người đó là ai, cái người mà chủ mưu cái này luôn là ai, nhưng mà sư ông không nói ra, sư ông nhận tội luôn hay sao đó.
thì em nghe là như vậy thôi, chứ không có biết chính xác nó là như thế nào. Thì khi nào mà em có những cái thông tin nào mà chính xác xác thực hơn á thì em sẽ báo cho mọi người biết. Thì đó là cái sự việc mà em nghi ngờ rằng ở trong đây có một người nào đó, hay là một có thể một cái âm, một chỗ, một chủ mưu nào đó là có tổ chức đàng hoàng để mà hãm hại những cái chuyện này. À, tại vì á, khi mà mình coi xem lại những cái tình huống á, từ một năm, vài năm về trước á, và những người nhân chứng sống, những người mà tới đó, thì Sơn nuôi rất là nhiều trẻ mồ côi, và có những người bây giờ đã đi ra ngoài thành đạt hơn rồi, và cũng nuôi rất là nhiều trẻ mà khuyết tật, rồi chữa bệnh miễn phí. Mà những người làm những người như vậy đó là tại sao phải làm những cái chuyện này, cái cho cốt như vậy, nó đâu có đáng. À, các bạn thấy không, mọi người có thấy không? Cho nên cái chuyện này trong đây nó có một cái vấn đề. Nhưng mà em có coi cái livestream đó, em thấy có những cái camera đặt ở trong chùa, cho nên nếu như mà xem lại những cái quá trình đó đó thì mình có thể biết ra được người giờ di cốt hay là những cái gì đó đó đều lưu lại trong camera hết. Em có thấy bên ngoài có ghi những cái camera đó, thì có thể là thầy Thích Thiện Chiếu đã xem là cái camera những quá trình đó rồi, thì cho nên mới biết được cái người hãm hại thầy là ai. Nhưng mà thầy không hình như là nghe nói là thầy không biết, nhưng thầy biết nhưng mà thầy không có tiết lộ ra, và thầy rất là buồn. Có lẽ là cái này có thể là một cái người thân cận của thầy, hoặc là những cái người mà thầy quý mến chẳng hạn, cho nên thầy không thà thầy im luôn, không nói gì nữa. Khi mà mình nói ra nữa đó thì lại tạo thêm những cái áp lực khác xảy ra, những cái tình huống khác nó xảy ra, cho nên có thể gì như vậy mà thầy không có nói ra. Chứ coi lại camera là mình biết được hết quá trình rồi, nó rất là đơn giản thôi. Em nghĩ là như vậy, tại khi mà em thấy coi những cái livestream trên YouTube của cái kênh khác đó, là em thấy có quay được chúng những cái camera vòng vòng đó đều có gắn camera hết, cho nên em biết chắc chắn là có lưu lại những cái quá trình đó trong cái camera. Thì thầy đã biết được, cho nên thầy đã im luôn, và thầy đã giữ sự im lặng của mình để mà nhập thất. Trừ khi nào mà có nghe nói là khi nào có báo chí rồi họp báo hay gì đó thì thầy mới xuất ra khỏi phòng thôi, còn không thôi là thầy nhập thất ở trong đó luôn. Thì nói chung là cái này thì phải nói là sư ông Thích Thiện Chiếu rất là buồn, cho nên mới nhập thất về để mà mình sám hối lại, để mình nhìn lại cái lỗi của mình nó như thế nào. Thì cái đó là cái nhập thất để mình tỉnh táo lại. Còn cái sự việc mà bị oan đó thì em biết chắc chắn cái này là bị oan đó nha các bạn. Thôi em chỉ nói về cái tình hình nó như vậy thôi. Em xin chấm dứt cái video tại đây. Và nếu như có yêu thương em thì hãy tặng cho em một cái đăng ký, cũng như bấm like và bấm share luôn nha. Và nhớ bình luận cho em biết nếu như các bạn có những cái vấn đề gì mà muốn chia sẻ về thầy, về Hòa Thượng Thích Thiện Chiếu đó thì nói cho em biết nhé. Và nếu như có muốn lên sóng chia sẻ thì cứ nhắn tin em qua cái số phone, cái clip mà em có để đó, hoặc là quên qua bên Facebook nha. Thì muốn lên kênh của em chia sẻ thì cứ nhắn nhé. Thôi bây giờ em xin chấm dứt cái video tại đây. Em cảm ơn mọi người đã luôn luôn yêu thương em và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Em rất là phải nói là cảm ơn những cái tình thương đó. Và mọi người hãy nhớ ủng hộ cái kênh mới của em luôn nha. Kênh mới của em đó chính là Lộc Lê Thao. Em có để trong cái link á, thì mọi người có thể vào, các bạn có thể vào trong đó để mà đăng ký, để mà ủng hộ luôn. Cái kênh này em dành riêng cho gia đình bé nhỏ của em. Thì em sẽ quay những cái vlog, những đi đây đó chơi đó cùng với các hai đứa bé con của em, cho mọi người xem sinh hoạt sống ở bên Mỹ nó như thế nào. Em một lần nữa em xin cảm ơn mọi người đã luôn, cảm ơn các bạn đã luôn luôn yêu thương em trong suốt thời gian qua. Và em xin chấm dứt cái video tại đây nhé. Xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp. Bye bye.